Hai xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh là Đam Mê Cây Cảnh trên CT cũng như là kênh Bonsai Mini trên CT. Thì hôm nay là ngày 13 tháng 2, thì hôm nay con xin lên và giới thiệu với tất cả cô chú anh chị đó là một cái lô hồng ngọc mai. Thì lô hồng ngọc mai này á là con có hai loại, một loại là cắt tỉa tàn rồi và một loại chưa cắt tỉa tàn. Thì loại cắt tỉa tàn rồi là có giá 130.000 một cây, và loại chưa cắt tỉa cũng 130.000 luôn. Đó, nhưng mà tùy cô chú anh chị về mình thích kiểu nào thì mình chơi kiểu đó ha. Và những cái cây này con giao lưu với giá 130.000. Con có những clip con lên từng cây cụ thể. Nhưng mà cô chú anh chị nếu như mà muốn lựa thì cứ kết nối Zalo qua số điện thoại con để trên tiêu đề, xong rồi cô chú anh chị mình điện trực tiếp rồi mình lựa cây, như vậy sẽ hay hơn ha. Thì những em hồng ngọc mai này thì con giao lưu 130.000 một cây nha. Đó, cái loại này là loại cắt tỉa tàn rồi nè cô chú. Nhiều cây con tưới nước nó không có soi được cái bộ đế á, cho nên cô chú anh chị thấy nó vậy ha. Nhưng mà thực chất cái bộ rễ cũng rất là đẹp nha. Nó quay trên màn hình thì cô chú anh chị cũng có thể thấy nè, bộ rễ rất là ok. Còn cây này thì hôm qua con quay clip á, con chưa có môi đế nè, con môi ra nè. Cái này là mình để cục đá hoặc là mình để cái tượng gì nhỏ nhỏ vô đây cũng được, vẫn được bình thường nha cô chú. Lỗ rộng lắm. Giá chỉ 130.000 một cây thôi, hồng ngọc mai. Đó, nè, mấy cây tương tự nè. Rồi loại này là bên đây là cắt tàn rồi nha. Còn bên đây là chưa cắt tàn. Loại chưa cắt tàn này quay sơ nguyên đống của chú anh chị coi nè, nó đây 130.000 một cây, cô chú anh chị mình kết nối Zalo và lựa nha. Bộ đế này kia là cũng rất là ok đây. Nói chung là tùy kiểu của chú anh chị mình thích như thế nào thôi. Hồng ngọc mai giá 130.000 một cây nha cô chú anh chị, kết nối Zalo lựa cây thoải mái nha, lựa cây mình ưng ý nha. Đó. Rồi xin mến chào tất cả cô chú anh chị, cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem. Sẵn đây con xin giới thiệu, con có linh sam 86 loại 40.000 một cây. Đó. Đây cô chú anh chị yêu thích thì cứ kết nối Zalo con nha. Rồi Zalo con để trên tiêu đề, xin chân thành cảm ơn tất cả của chú anh chị đã xem. Rồi xin mến chào ạ.